Bạn có biết, sơn móng tay đã có lịch sử từ rất lâu đời, khoảng 5.000 năm trước, và từng được dùng cho các chiến binh nam giới người Babylon. Ấn Độ được cho là những người đầu tiên sơn màu lên móng tay bằng henna, cây lá móng. Henna là một giống cây có hoa được trồng tại các vùng khô hạn ở Nam Á, châu Phi. Lá cây henna có thể phơi khô, giã nhuyễn để tạo ra một thứ bột có màu xanh chàm, có thể dùng để nhuộm da, tóc, móng tay, vải. Từ Ấn Độ, xu hướng sơn móng tay lan dần sang Trung Quốc. Tại đây người Trung Quốc đã nâng tầm nghệ thuật sơn móng tay vào khoảng năm 3.000 trước công nguyên. Họ đã tạo ra một loại sơn móng tay bằng cách sử dụng hỗn hợp lòng trắng trứng, sáp ong, gelatin, nhựa cây keo và phèn chua, sau đó tô màu bằng cánh hoa hoặc bụi vàng, bạc. Trong khoảng thời gian này, màu sơn móng tay còn được các chiến binh nam giới người Babylon sử dụng. Những người đàn ông sơn móng tay của họ bằng côn, sunfua dạng bột mịn hay phấn côn trước khi ra trận. Tất nhiên cũng có sự phân chia giai cấp. Các chiến binh bậc cao sẽ được sơn móng tay màu đen, còn bậc dưới chỉ được sơn màu xanh lá cây. Và xu hướng sơn màu móng tay này cũng không thể thiếu ở Ai Cập cổ đại. Móng tay của ai màu càng đỏ, người đó càng có nhiều quyền lực. Phụ nữ ở tầng lớp thấp hơn chỉ được phép sơn các màu nhạt. Vào kỷ nguyên phục hưng, khi có sự giao thoa văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, sơn móng tay càng trở nên phổ biến. Chúng kết hợp với việc đính trang sức xuất hiện rất nhiều trong các tòa án ở Pháp vào thế kỷ 18, nơi các xu hướng thời trang kỳ dị thịnh hành. Vào thời kỳ Victoria tại Anh, phụ nữ đã tạo ra các loại sơn móng tay đầy màu sắc bằng các loại kem nhuộm màu và dầu bóng trong suốt. Phụ nữ cũng sử dụng kem đánh bóng để tạo độ bóng cho móng tay. Họ sẽ bôi chất mài nhẹ và đánh bóng cho nó trông sáng bóng. Công đoạn này mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, nhãn hiệu Cutex đã cho ra mắt sơn móng tay trong suốt đầu tiên vào năm 1916. Phụ nữ đã có thể tự sơn bóng móng tay một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cho đến đầu thế kỷ 20, đồ đánh bóng móng tay mới ra đời. Và thật bất ngờ khi sự ra đời của nó phần lớn nhờ ngành công nghiệp ô tô. Vào những năm 1920, sơn ô tô đã được phát minh và không lâu sau đó, thợ làm móng người Pháp Michel Manac đã điều chỉnh công thức để tạo ra loại sơn móng tay mờ đục. Chủ nhân của cô, Charles Reson, đã nhìn thấy tính ứng dụng của nó và ông cùng anh trai Joseph đã thành lập công ty mới có tên Reven và lần đầu tiên ra mắt loại sơn móng tay dạng men vào năm 1932. Lúc này, chăm sóc móng tay đã không còn là dịch vụ xa xỉ của giới thượng lưu. Khi nước Mỹ bước vào thế chiến thứ hai và phụ nữ phải gia nhập lực lượng lao động với số lượng lớn, họ phải làm các công việc chân tay nên chọn các loại sơn bóng trong suốt hoặc thậm chí sử dụng xi đánh bóng gốc kem. Sau khi Manac phát minh ra sơn bóng có màu cho móng tay, phụ nữ bắt đầu chuộng các màu đậm hơn. Sơn móng tay màu đen được giới thiệu vào những năm 1930. Cùng thời gian đó ở Anh, phụ nữ đã vẽ phong cảnh lên móng tay của họ rất nhiều và với độ chi tiết cao. Ngày nay sơn móng tay đã hoàn thiện và trở thành một trong những loại mỹ phẩm quan trọng của phụ nữ. Nó không chỉ giúp phụ nữ trông sang trọng và quý phái mà hơn hết còn tạo ra một chuẩn mực chung về cách làm đẹp của phụ nữ.